Chào mừng mọi người đã đến với chương trình Nha khoa và đời sống của kênh YouTube Nha khoa Ân Tâm. Chắc hẳn tất cả mọi người cũng đã nghe qua răng cành sứ zirconia nhưng chưa hiểu rõ về loại răng sứ này. Vậy thì trong tập ngày hôm nay, Nha khoa Ân Tâm sẽ giới thiệu rõ hơn về những ưu điểm vượt trội của răng cành sứ zirconia nhé. Đầu tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu răng sứ zirconia là gì. Răng toàn sứ zirconia là một loại răng toàn sứ không kim loại. Răng sứ được cấu tạo bởi hai phần, phía bên trong là một lớp khung sườn chịu lực có độ cứng cao và phía bên ngoài là một lớp sứ có chức năng tạo màu sắc và độ trong giống như răng thật. Do thuộc tính của răng toàn sứ zirconia rất cứng, nhiệt độ nóng chảy cao. Chính vì vậy, tất cả các loại răng toàn sứ zirconia đều được sản xuất theo công nghệ CAD/CAM, thiết kế bằng phần mềm máy tính chuyên nghiệp cho phép duy trì độ chính xác cao trong mọi trường hợp. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với những ưu điểm của răng toàn sứ zirconia. Và điều đầu tiên mà tất cả các khách hàng khi chọn lựa một loại răng toàn sứ đó chính là tính thẩm mỹ cao. Và đây cũng chính là đặc điểm đầu tiên của răng toàn sứ zirconia. Bởi lõi sườn zirco trong nha khoa gồm có 7 màu sắc từ trắng trong đến vàng đậm, cho phép tạo độ tự nhiên giống như răng thật. Và ưu điểm thứ hai đó chính là không đen viền nướu. Bởi răng sứ zirconia được làm bằng chất liệu toàn sứ cho nên sẽ không gây đen viền nướu như những răng sứ kim loại. Và bên cạnh đó thì hầu hết khách hàng sẽ đặt ra câu hỏi làm răng toàn sứ có thể làm được những răng riêng lẻ hay chỉ làm được những cầu răng. Thì nha khoa Ân Tâm xin khẳng định luôn, ở đặc điểm thứ ba này, răng toàn sứ zirconia hoàn toàn có thể làm được điều đó. Đồng thời cũng có thể phục hình được những răng trong và răng ngoài. Đó cũng chính là đặc điểm thứ tư của răng sứ zirconia. Và đặc điểm thứ 5 và thứ 6 chính là độ kích sát cao và chịu được lực nhai lớn. Theo khảo sát thì tất cả các khách hàng sẽ cảm thấy lo lắng khi làm răng sứ phải mài răng thật quá nhiều. Với đặc điểm thứ 7 này thì khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm bởi phục hình răng sứ zirconia sẽ hạn chế mài răng thật hơn những răng sứ kim loại. Ưu điểm cuối cùng đó chính là thời gian sử dụng lâu dài. Hiện tại thì răng toàn sứ zirconia trên thị trường có rất là nhiều loại giá làm cho tất cả các vị khách hàng cảm thấy hoang mang khi chọn lựa. Nhưng duy nhất tại Nha khoa Ân Tâm, răng toàn sứ zirconia chính hãng, giá gốc 3 triệu nay chỉ còn 1 triệu tư trên một răng. Với mức giá ưu đãi trên cùng với những ưu điểm vượt trội của răng toàn sứ zirconia, đã có rất là nhiều vị khách hàng chọn lựa dòng sứ này. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng xem lại một số hình ảnh của những khách hàng đã phục hình răng sứ zirconia tại Nha khoa Ân Tâm nhé. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng có thể truy cập vào Facebook Nha khoa Ân Tâm và đón xem những số quay trước của Nha khoa trên kênh YouTube Nha khoa Ân Tâm để có thể đăng ký và theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo.